một món ăn mang ý nghĩa tâm linh, gắn liền với văn hóa ẩm thực truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ. Ôm bốc, cốm dẹp, món ăn mừng một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Chương trình Nhịp sống đồng bằng Phú Tân mùa cốm mới phát sóng lúc 19:45 thứ Bảy ngày 5/11/2022 trên truyền hình Vĩnh Long 2, 9:50 Chủ nhật ngày 6/11/2022 trên truyền hình Vĩnh Long 1. Kính mời quý khán giả đón xem.